Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Nam Bùi Vlog đây. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một quán cà phê ở thị xã Ninh Hòa, và phía sau mình đây là hai chiếc Ducati 848 phiên bản rất chi là đặc biệt. Đây. Thì ở đây chiếc màu trắng là 800 triệu, còn chiếc này là 1 tỷ 6 do đã có bản độ rồi các bạn. Thì có độ sơ sơ, cặp mâm carbon là đã hết 400 triệu rồi. Còn độ bô rồi cổ titan này kia. Thì hai chiếc xe này là rất hiếm và cũng thuộc dạng đặc biệt đó các bạn ạ. I feel again, oh now.